Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì như anh em cũng đã biết là Mini World sắp cập nhật một cái phiên bản mới, mà cái phiên bản này là nó hẳn với anh em là cực kỳ hay luôn anh em ơi. Anh em biết tại sao lại hay không? Thì đây, mình xin giới thiệu anh em nhìn trên tay rồi nha. Ta da, trời ơi, xin giới thiệu em đầu tiên chính là cây gậy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tiếp theo đó là cây kiếm của Ichigo siêu bự. Đó, gom. Tiếp theo đó là cây gậy của Aquaman. Đó, trời ơi, đúng bự luôn anh em thấy không? Đúng bự luôn á. Và tiếp theo đó là phi tiêu của Naruto. À, phi tiêu của Naruto nè. À, ghê. Hả? Thì anh em có biết tại sao mình lại có được những cái vật này không? Đó, thì mình hiện tại đang chơi cái phiên bản mới của Mini World, và Mini World sắp cập nhật. Đây, thì như anh em có đã biết á, là Mini World nó lúc trước nó có một cái gọi là sao ta? Chế tạo những cái vật phẩm mà các bạn xây ra. Nó sẽ chế tạo cái công trình các bạn xây ra thành một cái khối mô hình đó, để anh em có thể đặt ra xuống đất anh em chơi nè. Đó, thì bây giờ Mini World nó đã cho thêm một cái mới nữa. Đó, ở đây nó có hai loại này, anh em thấy không? Đây anh em nhìn nè. Đây, bây giờ nó đã có hai loại, một loại màu nâu nè, một loại màu trắng. Thì cái loại màu trắng nó đặc biệt hơn anh em là ở chỗ nào? Đây anh em nhìn nè. Đó, anh thấy không? Cái loại màu trắng thì nó sẽ bự hơn. Đó, anh thấy không? Nó cực kỳ bự luôn. Còn cái này là cái loại màu nâu nè, mình sẽ cho anh em xem nè. Đó, xuống đây. Đặt ra cho anh em xem. Cái loại màu nâu thì nó chỉ có một ô thôi đó, còn cái loại màu trắng thì nó cực kỳ bự luôn, anh thấy không? Đó, và đặc biệt hơn nữa là cái loại màu trắng này, anh em nhìn ở phía giữa của nó nè, nó có một cái cánh tay đó. Thì cánh tay này là cái cánh tay nó tượng trưng cho là cái cánh tay của anh em á, cái cánh tay mà con nhân vật của anh em á. Thì anh em có thể xây dựng ở đây nè, anh em xây dựng cái gì cũng được, nó sẽ biến thành khối mô hình cho anh em. Đây, anh thấy không? Đây chính là khối mô hình nè. Đó, anh thấy không? Đó, chẳng hạn bây giờ mình sẽ thử nha, mình sẽ thử xây dựng một cái gì ta, một cái cây súng đi. Mình sẽ xây dựng một cái cây súng ở đây đi, thì chúng ta sẽ thử chế tạo một cái cây súng tự xây nha. Đó, các bạn chỉ cần xây ra thôi là các bạn có thể lấy nó làm kiếm, làm súng, làm thức ăn gì được luôn, cực kỳ tiện lợi luôn. Giờ mình sẽ thử xây cho anh em xem nha. Ok anh em, và đây chính là cây súng sau khi chúng ta xây dựng xong nè, nó thấy không? Đó, mình đang cầm cây súng trên tay này, nó thấy không? Đây, đây chính là cái cây súng sau khi chúng ta đã xây dựng xong nè. Đó, thì cây súng này có thể bắn được luôn nha anh em, nạp đạn nè. Đó, bắn nè. Bùm 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 bùm. Đó, bắn được luôn nha anh em coi nè, mình sẽ bắn thử cho anh em xem nha. Nè, cây súng này nha, nạp đạn nè. Đó, nạp đạn được luôn nha, ghê không nè. Ngắm con gà nè. Bắn nè. Chết con gà nè, đó. Chết con gà nè. Rồi, con bò nè, mình sẽ bắn bò luôn. Bắn bò nè. Đó, anh thấy không? Cây súng này là hoàn toàn bắn được và nạp đạn được luôn nha anh em. Bắn nè, đó. Nạp đạn nè. Đó, nhìn ngầu không? Trời ơi, đây người ta gọi là AK anh em đó. Bắn nè. Đó, siêu chất luôn, siêu chất luôn. Đó là có nghĩa là những cái này á, những cái vật phẩm này á, khi mà anh em xây ra thì anh em có thể sử dụng được luôn nha, cũng giống như cái phi tiêu của Naruto nè, hay là cái gậy của cái đinh ba của Aquaman, với lại là cây kiếm đâu nè. Đó, cây gậy như ý đâu nè, mình sẽ thử sử dụng cho anh em xem thử nha. Đây, đầu tiên thì mình sẽ lấy ra thử một cái con quái gì đó đi, chẳng hạn như con quái này, con quái trứng bơm nè, mình sẽ lấy ra thử cho anh em nha. Đây, mình sẽ thử đặt quái trứng bơm đây nè. Đặt. Đó, quá trời quái trứng bơm luôn, thấy không? Đó, quá trời quá trứng bơm luôn. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không nè. Mình chém thử cho anh em xem nha. À, xem nè. Hơi, gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Hí. Chà. Đó, bay hết lên trời luôn. Quá. Wow. Anh em nhìn kìa. Ô. Bụp, rồi chết hết luôn. Phải cái chữa anh em thấy nó mạnh không? Nè anh em nhìn nha, mấy con này đó ở đằng xa nè. Chém nè. Đó, bay hết lên trời luôn. Siêu mạnh luôn anh em ơi. Rơi xuống nè. Chết hết luôn. Đó này thấy không? Cái cây này là siêu mạnh luôn. Đây là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không, siêu mạnh luôn. Tiếp theo nữa là cái cây này là cây kiếm của Ichigo mà mình mới xây ngày hôm qua, anh em thấy không? Nè đó, nó bự hơn cái đầu của mình luôn nè anh em, thấy không? Quá bự luôn. Đó, để mình thử nha. Con này nè, mình chém thử nha. Hỡi. Chà. Rồi bay lên trời luôn. Đó, bay siêu cao luôn anh em ơi. Đó, ghê không? Đây còn bây giờ mình thử mình qua mình chém con heo thử nha. Và cái cây kiếm này khi mà chặt á, nó cực kỳ mạnh luôn. Mình thử mình chém thường cho anh em xem nha, con heo đang nằm ngủ nè. Hỡi. Con heo chết luôn. À, ghê không? Và cái kiếm này mình xây ra anh em nhìn nè. Nó rất là đẹp luôn, nó cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không? Nè cầm trên tay nè. Nó rất là bự và rất là đẹp luôn. Đó. À, rồi, và đặc biệt hơn nữa là không những là chỉ có thể chém như vậy không đâu, anh em còn có thể gọi là sao ta, để ở đây mình xem nha. Nè, không những là cái kiếm này nó có thể chém được không đâu, mà anh em còn có thể sử dụng bọn nó để cài đặt thêm những cái hiệu ứng cực kỳ hay luôn. Chẳng hạn như cái cây đinh ba của Aquaman nè, anh thấy không? Cây đinh ba mình đang cầm trên tay nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Mình sẽ thử dùng cái cây đinh ba này mình tạo ra một cái hố nước cực kỳ bự ở giữa này luôn nha, coi này nha. Hey.
búp đó nè, thấy không, trời ơi nó ra một cái hố nước bự luôn, cho nó chen cho nó chen cho, trời ơi ghê vãi chưởng nè, thấy không nè, nó ra một cái hố nè, cái hố này cực kỳ sâu luôn nha anh em coi nè, ui trời ơi, nó sâu, ui nhìn kìa anh em nhìn nè, nó sâu đến tận đáy luôn, ui trời ghê vãi đó. Để mình thử mình dùng lại cho anh em xem nha. Đây mình sẽ vào trong kho đồ nè, hồi nãy là mình cất ở trong kho đồ đây để mình chỉnh lại. Đây kho đồ đây, woman đây đó, đây thử lại cho anh em xem nha. Ơi trời nè, đó nè thấy không, trời ơi nó ra một cái đống nước luôn nè đó. Đây chính là cây gì ta, cây đinh ba của woman, nó có thể tạo ra một cái hố nước cực kỳ bự luôn. Hui búp đó, hố nước cực kỳ bự luôn nè, thấy không đó, búp nè, búp đó, hố nước nè. Và mình có thể tạo luôn cả một cái đại dương ở chỗ này luôn anh em ơi. Nó có thể tạo luôn cả một cái đại dương ở chỗ này luôn, chứ không phải là một cái hố nước bình thường đâu anh em xem nè. Cực kỳ sâu luôn nha. Ui. Đó nè thấy không? Nè, nó sâu vãi chưởng luôn á nè, nó sâu vãi chưởng, mình lặn xuống cho anh em xem nè. Ôi nó sâu, ôi nó sâu kìa. Ôi nó sâu đến tận dưới đây luôn anh em ơi. Nó cực kỳ sâu luôn và nó cực kỳ mạnh luôn anh em. Đó anh em thấy không? Bản cập nhật mới này cực kỳ hay. Còn cái phi tiêu của Naruto thì sao? Mình sẽ thử cái phi tiêu của Naruto cho anh em xem nha. Đây cái phi tiêu của Naruto mình đang cầm trên tay nè, anh thấy không? Đó, mình sẽ thử cho anh em nha. Thì phi tiêu của Naruto mình đã cài cho nó là cái hiệu ứng lửa, thì anh em nhìn nha. Mình sẽ thử chọi nè. Hỡi. Chà. Búp. Ui, trời anh em nhìn kìa. Một cái hố lửa luôn anh em ơi. Oh my god, một cái hố đây là lửa luôn. Wow. Đỉnh vãi, đỉnh vãi. Đây mình sẽ thử lại cho anh em xem nha. Coi nè, mình sẽ tìm cái chỗ nào đó mình thử lại cho anh em xem nè. Đây mình thử cái chỗ này nha. Đấy. Trời nè. One hour later. Ok anh em, trời hồi nãy lắc quá cho nên là mình phải đi qua bên cái chỗ khác đây, tại vì hồi nãy mình chọi cái đầu nó cái phi tiêu của Naruto anh em, nó mạnh quá cho nên nó bị lắc máy luôn, rắc game luôn, cho nên giờ mình phải qua bên chỗ khác đây anh em nè. Rồi coi mình sẽ ở chỗ này nha, giờ mình sẽ thử phóng cái phi tiêu nè. Chu. Đó nè, đó anh em thấy không, là nó làm ra một cái hố lửa siêu bự luôn. Ôi anh em nhìn kìa. Ui một cái hố siêu sâu luôn anh em ơi. Phóng thêm cái nè. Xiu. Bụp đó. Trời ơi một cái hố siêu sâu luôn thấy không? Đó, cái phi tiêu này cực kỳ mạnh luôn anh em ơi, tạo ra cái hố cực kỳ bự luôn thấy không? Mà hố lửa luôn chứ. Đó. Đó cái phiên bản mới này cực kỳ hay luôn. Anh em có thể tự chế tạo vũ khí cho mình. Đó, ghê không? Ghê không? Đó mình sẽ thử mình đi qua bên cái sa mạc thôi coi nha. Mình thử mình đi qua bên cái sa mạc mình chọi thử nha. Cái này phi tiêu này mình nói thiệt nha, cái phiên bản mới này là nó cực kỳ hay luôn, chúng ta có thể tự chế tạo vũ khí cho chúng ta luôn, rất là hay. Nè chọi nè. Ném nè. Xiu. Bụp. Đó. Ui, trời, nguyên một cái hố bự thiệt bự. Trời ơi, đỉnh cao vũ khí là đây đó. Hố lửa luôn. Đó, em thấy ghê không? Wow. Ôi, mạnh vãi. Đó. Thì tiếp theo nữa là trong cái bản cập nhật mới này, nó sẽ cho anh em một cái cổng, người ta gọi là cổng dịch chuyển đó. Thì trong Minecraft là chỉ có một cái cổng mà gọi là cổng địa ngục thôi, còn Mini World chúng ta hôm nay đã có đến hai cái cổng luôn. Mini World nó có đến hai cái cổng luôn, là cổng địa ngục với là cổng dịch chuyển luôn đó, không cần xài mod. Cái này không cần xài mod. Cái này nó có sẵn, không cần xài mod, cái này nó có sẵn luôn đó. Này thấy không nè, coi nha. Đây chính là cái khối dịch chuyển nè. Đó. Thì cái khối dịch chuyển này chúng ta sẽ sử dụng bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng nó bằng đá điện anh em. Chúng ta sẽ lấy một cái cần gạt ra. Đây cần gạt đây. Chúng ta sẽ đặt vào. Sau đó bật nó lên. Đó này thấy không? Nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn nè, này thấy không? Đó cái vòng tròn màu xanh. Thì cái vòng tròn màu xanh này khi mà chúng ta để chúng ta đi vào à, nó sẽ không có gì đâu, đó không? Nó không có dịch chuyển chúng ta đi được. Đó, chúng ta phải đặt thêm một cái nữa, thì chúng ta sẽ thử đặt nó ở trong trong rừng này đi ha. Mình sẽ thử nó đem nó qua bên trong rừng này mình đặt thử đi ha. Rồi. Mình sẽ đặt nó ở đây đi, trong rừng nè. Đặt nó trong rừng, sau đó mình khởi động nó lên. Rồi, anh em đích vào nó. Và anh em hãy chọn anh em hãy add cái cổng kia vô đây. Add cái cổng số 1 nè. Cái cổng hồi nãy chúng ta đặt là cổng số 1 á. Đó, ok. Sau đó anh em hãy bước vào thử nha. Chiu, đó là anh em có thể dịch chuyển cái cổng số 1 nè. Đó, rồi anh em vào đây. Anh em cũng sẽ add cái cổng số 2 vào luôn. Đây, cổng số 2 nè, thấy không? Đó, add vào nè. Thì coi như là chúng ta đã có được một cái cổng dịch chuyển từ nhà chúng ta dịch chuyển ra bên cái bìa rừng nè. Chẳng hạn vậy nha. Đó dịch chuyển đó này thấy không? Đó chúng ta đang ở trong bìa rừng, chúng ta sẽ dịch chuyển ra ngoài nè. Đó. Cái này là cực kỳ tiện lợi cho những cái bạn nào mà đi mai á thì mà làm biến đi cầu thang xuống dưới hang á, anh em có thể sử dụng cái này để dịch chuyển. Đó, dịch chuyển. Trời quá đỉnh luôn thấy không? Đó dịch chuyển nè. Dịch chuyển nè. Anh em cũng có thể sử dụng đến 3 cái một lúc luôn nha. Anh em mình sẽ thử đem một cái đi ra ngoài biển luôn đi. Đó đi ra ngoài biển ngoài đây nè. Anh em có thể sử dụng đến 3 cái luôn. Đó, mình sẽ đem một cái đi ra ngoài biển này luôn nha. Rồi, mình sẽ thử lấy một cái block nào đó. À, block này đi. Ok. Mình sẽ đi xuống đây. Rồi. Đặt cao lên để cái máy lên. Ok rồi, mình sẽ đặt cái máy lên nè.
Rồi, chúng ta sẽ bật nó lên. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ add cái số 1 vào nè. Sau đó add cái số 2 vào luôn. Đó, này thấy không? Rồi, giờ thử dịch chuyển nha. Dịch chuyển nè, thì nó sẽ cho anh em chọn là dịch chuyển đến cái số 1 hay cái số 2. Mình sẽ dịch chuyển xuống đến cái số 1 nè. Dịch chuyển nè, đó, chúng ta sẽ dịch chuyển được đến cái số 1. Thấy không? Giờ mình thử nha, 1 nè, trong rừng là cái số 2, ngoài biển là cái số 3 nha. Mình sẽ đi vào nè. Đó, thì nó sẽ chuyển chúng ta đi như thế này. Thì chúng ta sẽ add tiếp. Mình sẽ add cái số 3 vào luôn nè. Rồi. Đó, chúng ta bước vào nè. Thì nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta sẽ đi đến cái cửa số 1 hay cửa số 3. Chúng ta sẽ đi xuống cửa số 3 là cửa ở ngoài biển nha. Nè, bật nè. Đó, chúng ta sẽ ra ngoài biển. Anh thấy hay không? Rồi, đi vào nè. Rồi, chúng ta sẽ ra cái ở sa mạc đi. Ra sa mạc nè. Đó, ra cái cửa ngay sa mạc. Đó, anh thấy không? Đó, thì đây là cái bản cập nhật mới của Mini World. Cái bản cập nhật này cực kỳ hay luôn. Mình nói thật là Mini World càng lúc càng phát triển cực kỳ hay. Và mình cũng đang rất là tự hào bởi vì là một cái con game mà mình làm từ trước đến giờ nó phát triển cực kỳ nhà mạnh đến như vậy. Đó, Mini World là một cái con game mà mình cực kỳ thích chơi. Và kênh YouTube của mình là làm đa phần là làm về Mini World. Mà Mini World nó phát triển mạnh thì tất nhiên là mình cũng sẽ được hưởng ké được chút, anh em hiểu không? Đó, cho nên là mình cũng rất là vui khi mà Mini World phát triển mạnh đến như vậy. Mình cũng không ngờ là Mini World có thể phát triển ghê gớm đến như vậy luôn á. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, team MTV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho các người bạn của mình nữa, đó chính là Kyron TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa đó nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và chúc cho Mini World càng lúc sẽ càng phát triển hơn và có thể là được lên top những hàng đầu những cái game mà hay nhất hiện nay nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em phải nói.